Còn mình thì lại phải Phải lo cái từng số mình phải chịu sao giờ con. lại phải lo từng bữa ăn đúng không? Ừ, cái giờ mình làm sao nó nuôi thôi chứ. Đứa Sài Gòn giàu lắm, Giàu lắm. xe đồ mấy chiếc mà mấy năm nay không biết về. Mấy năm nay không về luôn. Nó coi như thế là mẹ chết rồi đúng không? Đúng rồi, kể bởi vậy hồi đó một tàu một tết mới ba mấy tuổi rồi À. mà cũng bốn đứa con, cái ông lắm giàu lắm, cưới người cũng chịu. Ở vậy nuôi con. Sao bà? Sao lại buồn? Thời mùa quần sống mạng. Có nghĩa là mình, người ta giàu lắm, người ta cưới mình không chịu, Ừ để mình hy sinh để mình nuôi con, đúng rồi, mà cuối cùng giờ con nó bỏ mình luôn. bỏ luôn. Ông giàu lắm, nói bạn nữa con, bà cũng nuôi bà đó. Nhớ rồi làm sao? Khóc hả? Em ra là Tủi thân hay sao bà? ra khỏi xe Tủi tủi thân hả? đang ở trên tầm 84 rồi còn nuôi lắm hơi vậy. Bốn đứa con nuôi lớn hết rồi mà không đứa nào nuôi mình. Không, Rồi, nghĩ tủi thân ha. Thấy người ta có con cháu nó ở về nó thăm. Còn mình thì không có con cháu về thăm. Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Vĩnh Long các bạn. Thì hôm nay mình đi ngang qua đây thì mình cho biết về một cái bà cụ này các bạn. Sống ở trong một căn nhà gần như là một cái căn nhà bỏ hoang luôn các bạn. Hàng ngày bà cụ phải đi bán vé số để kiếm sống. Như bà cụ là có một đứa con nhưng mà con thì bị tâm thần. Hiện tại bây giờ thì đang ở trong nhà tâm thần đấy, ở Vĩnh Long. Thì bà cụ này sống có một mình thôi các bạn. Cho nên mình mới muốn vô để mình thăm, chia sẻ về cái bà cụ này cho mọi người cùng biết. Rồi nước mưa nó vào hay sao? Bà chấn cái bì đấy bà. chị có gì không? Con hỏi thăm bà xíu được Có không? gì không? Dạ. Hôm nay bà không đi bán vé số à? Nghỉ không lại lâu rồi, bệnh nó lại À, bị bệnh gì bà? ho nhức đầu. À, ho nhức đầu hả? Dạ À. Rồi, bị nghỉ lâu chưa? Mấy ngày rồi? bao mong ngày rồi. 3 4 ngày rồi. Dạ À. Ở cái nhà mà bà cho bà ngủ ở chỗ đó hả? ngủ lại À, nhìn ở cái trong quá giường á, có giường mà sao không ngủ trong giường? ngủ sống nực. Nực hả? Dạ có À, giường đàng hoàng sống á. có giường nhưng mà không ngủ trong giường mà đi Dạ ngủ ở ngoài ở đây. này cũng mát. À, ngoài đây nó mát hả? Dạ À, đây là cái gì đây bà? mực cơm Ô, cơm sao nhìn nó kỳ vậy? nó hơi gợn chút rồi đổ nấu khác, Cơm này bà để lâu chưa mà nó thối luôn rồi. hôm qua nay đó. Mới qua này mà nó thối vậy hả? À, giàu quá con cũng mất rồi, cũng giàu quá rồi. À, con trai bà mất rồi hả? Là cái người con bị tâm thần đó hả? À, mất lâu chưa bà? Mất hôm qua hôm kia rồi. Mất hôm qua hôm kia. Dạ Ủa, mất hôm qua hôm kia sao bà không 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 đi đến mà? chôn khác rồi. Chôn rồi hả? Dạ mấy hả, vợ nó chôn rồi Là chôn ở trong bệnh viện tâm thần đó hả? không biết đâu, không lâu không biết nhưng mà sao này. À, chôn mà bà không biết là con chết mà không biết chôn ở đâu luôn. Nó lỡ cho hay vậy. À, vậy là chôn xong rồi. Là bà có một người con duy nhất thôi đúng không? Bốn đứa, hai trai hai gái. Hai trai hai gái, vậy giờ mất mấy đứa rồi? Có một đứa hả? Mất một người ở trong bệnh viện tâm thần. Còn 3 người kia nữa. Đứa thì ở Sài Gòn á. Ở cái nhà của bà này, này kiểu giống kiểu lâu lắm không có người ở, không có người dọn dẹp gì cho bắt đầu nhìn nữa. Đứa ở Cầu Vĩ á. Rồi bà tên gì? Học sĩ chín. Bà chín. Bà bao nhiêu tuổi rồi? 83. 83 tuổi rồi. Dạ. Rồi nhìn cái nhà bà ở này. Để con thăm nhà bà xíu ha. Dạ. Đây, đồ đạc các thứ là bà bỏ lung tung ấy. Quần áo là bỏ trong đây hả? Trong nhà đây sao bà không ở mà bà ở để đi ở ngoài 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 đường? Ở ngoài đường đâu? Sao bà ở ngoài ngoài đó? Trong này có cái giường này không làm mà ở. Trời ơi, chăn màn này. Chiếu gối ném tùm lum đây. Tôi ra là sân nực quá, ra là ngồi ngoài chân mắt. Dạ. Chứ đâu có ở ngoài. Rồi rồi bà ăn cơm chưa? Đang rồi. Ăn ăn hồi nào? Mới ăn sáng hả? Là ăn cái gì? Ăn món nào đâu?
mua cơm hộp ăn. À, mua cơm hộp ăn hả? Có mình biến nấu quá. À, có một mình biến nấu quá. Dạ, mua hộp 10.000, 15.000 vậy đó. À, là ăn hộp cơm 10.000, 15.000 thôi. Ừ. Rồi mấy người con có về thăm bà không? Không, đứa Sài Gòn. Rồi không về thăm bà luôn hả? Không, đứa Cầu Vĩ á. À. Còn thằng mất đó. À. Hai thằng mất hết rồi. Hai người mất, còn hai người nữa? Ừ. Hai thằng trai. Hai người con trai. À. Thằng kia không có chết sống đi đâu mà khỏi được. À. Có nghĩa là bà có bốn người con nhưng mà hai người mất rồi, chết rồi. Dạ. Còn hai đứa gái, đứa Sài Gòn. À, đứa con gái. Nhưng mà nó bao lâu rồi nó không về thăm bà? Không. Ở dưới Cầu Vĩ, đứa Cầu Vĩ. Nhưng mà bao lâu rồi nó không về? Nó không phải về. Sao vậy? Ai biết. Về thôi chứ giờ làm sao? Rồi giờ con nó không về thăm thì bà có buồn không? Buồn chứ. Ừ. Rồi Cầu Vĩ bán số thì sống. Rồi nó có gọi điện về không? Không. Cái ai điện điện thôi. Ừ, là bao nhiêu năm rồi nó không về? Mấy năm rồi nó không về. Mấy năm rồi không về không thăm? Giàu lắm ở Sài Gòn. Có xe nhà nữa. Có nghĩa xe. Là, có nghĩa là con bà là ở Sài Gòn giàu lắm. Ừ. Nhưng mà nó bỏ mẹ lăn lóc với vậy. Kể nó. Rồi có cháu chưa? Trời, cháu nội, cháu ngoại, nhóc 7 năm đứa. Nhưng mà có biết mặt bọn nó không? Không biết, nó về cũng lâu lâu về thăm mẹ vậy. À, nhưng mà về đây thì có chỗ đâu mà ở này. Dạ. Là con mới mất hôm qua hôm kia. Dạ, mất mấy nhưng rồi. Mà không không biết là con chôn ở đâu luôn. Thiêu, thiêu đem ra ấy, thiêu đem chùa. Nhưng mà bà không thấy mặt luôn hả? Thấy chứ, cả kêu mình. Có kêu bà có đi đám ma con không? Có chứ, cả kêu chứ. À. Mấy giờ người ta nó bệnh mất rồi. À. Ta cho mình hay chứ. À. Đi lâu mà. Xong bắt đầu là bà ra ngoài đó hả? Hả? Xong là bà ra ngoài đó? Ừ. Chứ... là con mình có biết ở đây là thường rồi có biết luôn đó mà. À. Như là bà nghèo mà bà đâu đó đàng hoàng học đứa nợ là ngại không. À, có nghĩa là nghèo nhưng mà không có nợ nần gì ai đúng không? Ừ, ta cũng nể, ta nể rồi bà nghèo mà đâu đó đàng hoàng. Dạ, dạ, sao đồ đạc bà ấy bỏ lung tung đấy bà? Chứ để đâu rồi? Chai lọ bà uống xong bà không dục bà bán với chai bà để đây làm gì? Để bán. Để bán hả? Chai á. Để dành hả? Dạ. Cái thuốc này thuốc gì đây bà? Thuốc tâm thần á, của một con của à, thuốc tâm thần của con trai bà hả? Ừ. Thấy bà sống ở đây thì nhà cửa nó hơi... Rồi bà nghỉ bán vé số được bao nhiêu lâu rồi? Hổng dài. Là mấy ngày rồi bà? 10 ngày quá. 10 ngày rồi, dạ. Rồi có tiền ăn không? Có thì cũng có, đi lượm vé chai bán. À, nghỉ bán vé số nhưng lượm vé chai, sao không đi bán vé số nữa? Ta không bỏ thế thì bán. Sao người ta không bỏ? Có thấy mình già sợ quên trước quên sau. À, vậy bà đi bán là có bị mình mất cái số không? Không. À. Tại cái giao chăm thì chú lời như trả nó có thiếu rồi. Bán từ 2.000 cái giờ cũng thiếu 1.000. À, không thiếu 1.000 nhưng mà giờ nó thấy mình già quá nó không có bán nữa. Ừ, bán khỏi. Là không bỏ số cho mình nữa. Dạ. Có nghĩa là lúc trước bà đi lấy cái số về xong bà bán xong bà tối bà mới trả tiền. Sáng bán. Chiều trả tiền. Chiều trả tiền, thường nó giao lấy số. Hổng dài sao nó không giao không sao. Vậy là không giao là do sao bà già quá rồi cho nên là sao mất cái số hả? À biết, cô đâu có làm mất. Bán được số 2.000 giờ cô cũng thiếu 1.000. À, nhưng sao lại không bỏ cho bà bán nữa? À biết, bỏ bán, bỏ thôi. Ừ, vậy là giờ đi lượm ve chai sống hả? Chứ làm gì giờ? Ừ. Giờ đâu có đi mặn gì nữa con. À, rồi đi lượm ve chai là có đủ sống không bà? Thì lượm được nhiêu lượt, chứ giờ thì sao vậy? Ừ. Giờ không lẽ nhà cậu bán rồi cậu ở đâu? À. Về con ở rồi nữa, đuổi rồi đi lang thang nữa. À, vậy là lúc con có ở với con lần nào chưa? Hả? Có lên ở với con bao giờ chưa? Ừ, không có thiếu ở chứ. Ý là bà có lên ở cùng với con chưa? Không. Con không cho cậu đồng nào. À, con không cho đồng nào hết? Cậu làm cậu sống, cậu không. Sống mà cũng thiếu ai nhà. Gọi là mấy chục năm nay là tự làm tự sống. Ừ, là bữa sáng. Không có thiếu ai một xu nào hết? Không. Ừ. Nó còn nghe mình nghèo thì mình nghèo. Dạ. Yeah. Mà đâu đó đàng hoàng con nể. Ví dụ con lợi con mượn tiền người ta. Ừ. Rồi con không trả mượn chỗ khác nữa. Dạ. Con đâu có nể cậu. Sao bà không dọn cái giường đây mang ra đây mà nằm bà? Nằm đây nó mát. Giường để trong. Để trong đó làm cái gì? Phải để trong chứ rồi để mẹ cùng đứng. Ừ. Để vậy nằm được rồi. À. Có mình. Nhưng mà dọn dẹp cho nó sạch sẽ đi, mình lấy chỗ mình ở sao mình để nó luôn, nó nhiều rác, nhiều đồ này.
đâu có gác gì đâu. À, ve chai với giấy. À, ve chai. Giấy lận bán ve chai á. À, ve chai chứ không phải là rác đúng không? Ừ. Bé mơn ra lại không có mua. À, rồi bao lâu bà bán một lần? Thì có thì mới ghé cân. Ghé nhà. Khổ thân bây giờ con cái giờ dạ. Còn hai đứa mà không đứa nào nó nuôi. Không. Đấy, nó không nuôi. Nó không nuôi thì thôi hả bà? Chứ giờ đánh đi. Ý là về ở cùng với con thì ví dụ con nó nuôi thì mình đỡ khổ. Ừ. Cái giờ nó nuôi thì sao? Dạ? Giờ nó nuôi, nó không nuôi thì sao? Chồng con chết con bốn đứa con. À, có nghĩa là chồng chết là bà phải tự một tay lo cho bốn đứa con đúng không? Ừ. Đứa giờ giả chứ còn nữa. Mà giờ không đứa nào nó nuôi bà? Không. Đứa là giả cầu dĩ. À. Còn hai thằng trai ở cầu dĩ luôn. Thế anh nuôi nuôi mình cũng sống rồi ra con. Có nghĩa là lúc mà chồng chết là bà nuôi bốn đứa con? Bốn đứa. Nhưng mà giờ không đứa nào nó nuôi bà? Không. Ừ. Rồi bà có buồn không? Buồn chứ. Ừ. Có nhớ con, nhớ cháu không? Nhớ ra. Nhớ rồi làm sao? Khóc hả? Cái ra là. Tủi thân hay sao bà? Cái đó khỏi tủi thân. Tủi thân hả? Đang ở trên tầm tháng bốn rồi còn nuôi lắm hơn giờ. Bốn đứa con nuôi lớn hết rồi mà không đứa nào nuôi mình. Không. Rồi nghĩ tủi thân ha. Thấy người ta có con cháu nó ở về nó thăm. Còn mình thì không có con cháu về thăm. Nó không thèm gọi điện về luôn. Không. Đứa cầu dĩ đó. Ừ. Hai đứa. Hay là bà nhớ con cháu lắm ha. Nhớ làm gì nó thường mình nhớ làm gì. Ừ. Không nhớ mà sao khóc. Tại cái mình nữa. Tủi thân hả? Tại. Cứ nói không nhớ nhưng mà lại khóc. Rồi mình không có nấu cơm nấu nước ăn à bà? Tự ăn rồi. Có nghĩa mình không nấu à? Nấu ăn chứ. Ừ. Rồi nấu đừng sơn ngày trước vậy hả? Ừ. Nấu ngày sân đấy hả? Ừ. Còn không nấu thì mua cơm hộp băng. Hộp à. 10.000, 15.000 á. À. Có nghĩa rảnh thì nấu mà không rảnh thì mình mua cơm hộp mình ăn. Là xin là nấu mình mua cơm ăn rồi. À. Ăn 10.000 đường cơm là xong rồi đúng không? Dạ. Yeah. Giờ không bán vé số thì lớn với trai thì sao mà đủ sống. Lúc trước bán vé số là còn kiếm được ngày ví dụ như 100-200 ngàn. Đâu có, mấy 70 thì. 70-80. Giờ 50-60-70 thì chứ lợi giờ nhiều. Này mình già rồi. Ừ. Sợ mình bán rồi lẫn lộn hết rồi không đã đền. Thì mình mua mình trả tiền trước cho người ta. Đâu có. Nó giao số chiều mấy thì mấy năm mà số 2.000. Có nghĩa là lúc trước là bà vào lấy vé số buổi sáng, buổi chiều bà trả tiền. Ừ. Cho nên là giờ nhưng mà giờ nó thấy bà già con không trả nữa thì mình trả tiền trước cho người ta xong là mình lấy vé số mình đi bán. Thôi nó không bỏ thôi. Ừ. Hay là không có tiền. Đâu có tiền đâu, bán nhiều ngày là mấy chục ngàn vậy. À. Mình sống mình không thiếu nợ nó thôi. Ừ. Nhưng giờ bà có tiền không? Không, tiền đâu có làm gì. Giờ trong người bà không có tiền hả? Không. Đi lượm ve chai bán không biết làm gì vậy. Trời, có nghĩa đi lượm ve chai thì mới có tiền mua đồ ăn. Ừ. Không đi lượm là nhịn luôn. Cái về làm gì, mượn ai cho cậu mượn. À. Mượn lấy gì cậu trả. Con nó không gửi tiền về luôn hả? Không ai về. Cái về cũng về thôi. Để mẹ giống người để chết thì thôi chứ nó đâu quan tâm đâu. Trời. Đúng không? Và sao khi nào bà nằm một mình, lỡ may bà bệnh, bà chết ở đây thì không ai biết thì sao? Rồi sớm điện có cái khám bệnh đồ, mấy bà cũng buộc thuốc và đủ. À. Đang dần dần à, mấy bà cũng thương. Ừ. Nhiều khi bệnh mấy bà nó cơm cháo ra là. Ừ. Giờ bà có muốn gửi lời hỏi thăm con không? Con không. Của bà không? Không. Muốn nhắn gửi gì thì mấy con không? Không. Thế là nhắn con nó về nó thăm mình hay sao đó? Thôi khỏi. Sao vậy? Cần ai hết trơn. Không cần ai hết trơn đó hả? Không. Giá đích cần đó đúng không? Tao làm tao tự sống. Tự làm buổi sống. Dạ. Giờ mình đâu khuyến mãi ai con. Dạ. Mình có nhiều hàng nhiều. Ừ. Rồi nhiều người ta thấy chuyện ta cho 150. Dạ. Mấy người ta có tiền á. Dạ. Ghé ta cho. Dạ. Sống. Mình để dành xài mình sống. Dạ. Mình đâu khuyến mãi ai đâu. Bây giờ cậu bán cái nhà này. Rồi cậu ra ở nhà trọ. Dạ. Là tiền mất hết rồi cậu sống đâu. Thôi mình có nhiêu mình xài nhiều. Chứ là giờ mình không cần con cái nó quan tâm nữa đúng không? Mình tự làm tự ăn đúng không?
Cái nó không quan tâm mình, quan tâm mấy anh tiên. Dạ. Nhiều người xuống, có con xuống nó chửi, nó mắng, nó đuổi, nó sốt. À. Thấy người ta chứ tôi. Ừ. Thấy người ta mình cũng sợ đúng không? Dạ. Nhưng mà có nghĩa là người ta thì có con cái nó về, nó thăm, nó ở bên cạnh, nó lo, nó chăm sóc. Ừ. Còn mình không có thì nó cũng tủi thân chứ đúng không? Dạ. Kệ, đại số mình. Mình đó, chịu. Số phận mình chịu hả? Chế giờ làm đi. Chờ cỡ làm đi. Thà mà không có con thì không nói là này có con mà cuối cùng như vậy thì cũng buồn chứ. Nói là buồn, hơi buồn. Buồn lắm. Vậy là mỗi lần nhắc đến con là bà cũng muốn khóc lắm nhưng mà ráng chịu. Chế sợ là tối là nhiều khi nhớ con nhớ cháu mà khóc một mình luôn đúng không? Bảy đứa cháu ngoại. Dạ. Đứa ở Sài Gòn á. Dạ. Đứa cầu dĩ. Dạ. Đây này cơm mà bà đổ đi bà đừng ăn nữa nha. Đâu có ăn. Bỏ nấu, rồi. Cái này bà nấu hồi nào đây? Hôm qua. Nấu qua mà nhìn nó gớm này. Ừ. Này gạo ở đâu bà nấu? Người ta cho hay sao? Mua. Mua hả? Mua ừ. Bao nhiêu tiền gạo? Ký 10 ngàn, mười mấy ngàn nữa. 10 ngàn về ăn nước tương hả? Cá, mua cá rồi ăn. À. Sáng mua cơm hộp ăn. À, là bà đi bà nấu cơm ngay đây này. Ừ. Kiếm củi, kiếm đồ nấu ngay đây này. Cái nấu đầu giờ lẽ nấu nè. Ừ. Nấu trong nhà nó khói nó bụi đúng không? Bởi vậy. Rồi bây giờ bà có muốn con giúp bà gì không? À, biết cậu có giúp được thì cảm ơn. Ừ. Ờ, cô bị sao vậy? Dạ, bà muốn mong ước cái gì? Vậy cũng được hả? Ừ. Hay tiền cái gì? Giúp ước vậy đó. Trong này cái gì đây? Nồi niêu chén bát các thứ, đủ thứ. Đâm hả? Rồi bây giờ bà không có tiền đồng nào trong người hả? Không. Rồi hết ốm thì lấy tiền đâu mua thuốc? Có bệnh đâu, trời thương mà. Trời thương cho nên không có bệnh hả? Dạ. À. Vậy trong người không có một xu nào luôn? Không. Rồi tối lấy gì ăn? Thì nấu cơm này ăn, rồi đâu, mua gạo, một gì? Gạo đâu? Gạo trong thùng á. À, trong thùng vẫn còn gạo đúng không? À, tối nấu cơm xong mua hột vịt. Ừ. Rồi lấy tiền đâu mua hột vịt? Thì lượm đi ra bán. À, rồi lúc cái nào bà lần đi? Ngày bà đi lượm mấy lần? Đi lần đi buổi sáng, người này cho, người kia cho tiền. Dạ. Mình có thấy già cả không hết. À, người ta cho đúng không? À. À. Thấy thương không? Không già cả rồi, bây giờ sống mình có con mà nghe đâu con cũng khá giả lắm mà cuối cùng bỏ bà sống một mình. Vơ. Trời, giá tuổi Sài Gòn giàu lắm. Rồi bà sống ở đây một mình bao nhiêu năm rồi? Mấy năm rồi, 5-6 năm mà. 5-6 năm nay rồi. Vậy là con bà mới mất hôm qua thôi đúng không? Mới hôm nay đó. 2-3 hôm nay rồi. À. Ừ. Nhà cửa này nếu mà dọn dẹp sạch sẽ đi ở cũng được chứ đâu đến nỗi nào đâu. Đâu có gì. Con thấy chăn màn đó kia đấy, nếu cái này không xài thì bà ném đi này. Trong này chăn này, chiếu này. Để lại gặp kia. Mềm chứ có cái gì ném, con này quá trời ném luôn. Nước tương. Tương cả cho nhóc hết. À, chỗ nào cũng thấy nước tương thôi. Cơm chủ yếu là ăn mấy nước tương thôi chứ không có cơm, có cá, có thịt mà ăn. Vậy là giờ nó không bỏ bao nhiêu số nữa là bà chỉ đi kiếm về chai thôi. Ừ. Rồi một ngày kiếm được mấy mấy chục? Mười mấy 20 ngàn nữa. Mười mấy 20 ngàn là đủ ăn rồi đúng không? Ừ. Ừ. Khổ ha. Tới giờ làm gì? Mần mướn ra mần nổi. Mần mướn không nổi mà người ta bỏ cái số người ta không bỏ, người ta sợ mình chết. Mất vốn đúng không? Cô bán rồi số 2 ngàn tôi chưa thiếu nó nha. À. Tốt không? Dạ dạ. Còn cả thiếu khá vô bỏ. Để con biếu bà ít tiền, bà lấy tiền bà mua đồ ăn nha. Dạ. Ừ. Cảm ơn cậu. Ê giờ sao? Dạ. Giờ mình có mình thì mình lượm ve chai bán cái làm gì vậy? À. Mần sao đi mần nổi. Dạ. 80 mấy rồi. 80 mấy tuổi rồi. À. Nhưng người ta ở tuổi này là có con cháu nó phụng dưỡng rồi. Đúng không bà? Dạ. Còn mình thì lại phải à, lo cái số rồi. Mình. Ừ. Còn chịu sao giờ con? Lại phải lo từng bữa ăn đúng không? Ừ. Cái giờ mình làm sao? Nó lùi thôi chứ. Ừ. Đứa Sài Gòn giàu lắm. Giàu xe lắm. Đồ, mấy chiếc. Ừ.
mà mấy năm nay không biết về. Mấy năm nay không về luôn. Không. Nó coi như thế là mẹ chết rồi đúng không? Đúng rồi. Kể mẹ về hồi đó á, một chồng một tết mới ba mấy tuổi rồi. À. Mà cũng bốn đứa con. Cái ông đó giàu lắm, cưới rồi cũng chịu. Ừ, ở với nuôi con. Sao bà? Sao lại buồn? Phải buồn sống mà. Có nghĩa là mình người ta giàu lắm, người ta cưới mình không chịu. Ừ. Để mình hy sinh, để mình nuôi con. Đúng rồi. Mà cuối cùng giờ con nó bỏ mình luôn. Bỏ luôn. Ông giàu lắm. Nói bà nữa con, bà cũng nuôi bà. Cuối cùng là mình bỏ hạnh phúc mà cuối cùng mình nuôi con mà giờ cuối cùng không có phúc của con luôn đúng không? Lâu cần giàu có. Nè có xe ở Sài Gòn á. Có xe có cậu. Dạ dạ. Năm thế mạng mẹ không quên đi. Năm sáu năm nay không về luôn? Không. Buồn nha, con cái gì kìa. Tại cái số mình. Để về sao? Tao có muốn gửi lời đến con cái gì không? Gửi lời nhắn nó như thế nào không? Thôi, nhắn nó bỏ mình được, mình cũng bỏ nó được. À, ý là nó bỏ mình rồi, mình đâu cần nữa đúng không? Không. Cũng có chết đói bữa nào đâu con. À, cũng đâu sao chết đói đâu đúng không? Ừ. Mình còn làm được mà đúng không? Ừ. À, thôi, để con biếu bà ít tiền mà mua đồ ăn nha. Dạ. Làm quà nha. Dạ. À, mình thay mặt Mạnh Thường Quân biếu cho bà 500, để bà bỏ túi cho bà mua đồ ăn. Để bà có tiền mà mua đồ ăn nha. Dạ. Ừ. Cảm ơn con nha. À, tiền con thay mặt Mạnh Thường Quân biếu cho bà 500 nha. Dạ, dạ. Ừ. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi hôm nào mà nếu có dịp thì con đi ra rồi con ghé con thăm bà nha. Dạ, dạ. Cậu ở đâu rồi? Con trên thành phố nha. Dạ, ừ. Trời nghiệp. À, thôi thì mình ghé thăm bà quá. Như bạn nhìn thấy thì bà giờ sống một mình 83 tuổi rồi. Nhưng mà con cái thì nó bỏ. Đứa thì cái chân thần thì nó mất. Bà sống một mình là tự lo từng bữa cơm. Bây giờ sao? Rồi ca cho gạo, lại cho gạo, kia cho gạo vậy. Rồi. Thấy tội nghiệp. Ừ. Ý là mà người ta thấy bà tội nghiệp, người ta cho đúng không? Đấy đi. Thấy bà nghèo mà bá lăng hoàng. Để nó con. Nói chuyện lắm. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. À, thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây. Xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Dạ, dạ. Dạ. À, thôi bà nghỉ đi nha, con đi nha. Dạ. Khi nào mà có dịp thì con ghé con thăm nha. Dạ. Dạ, dạ. Ở Sài Gòn à? Vâng. Bà có nữ gái Sài Gòn. Ừ, có mà nó có thăm bà đâu mà con. Không. Ở đường Bùi Viện. Ừ. Nhưng mà nó không thèm về thăm bà luôn. Không. Mấy năm mà. Giàu lắm. Không gọi điện luôn. Cái hơi rồi có mấy chiếc rồi. À, vậy là nó coi bà chết rồi đó. Kệ. Chết 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 con. À, thôi mình cũng nói vậy thôi các bạn. À, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Cảm ơn con nha. Dạ.